Hôm nay con uh, cảm ơn cô, cô Phùng Thị Lệ Lý, uh, nhà văn, uh, tác giả viết sách *When Heaven and Earth Change Places*. Uh, và hôm nay uh, có chị uh, Nguyễn Phan Quế Mai cũng là nhà văn và uh, viết sách uh, *The Mountain Sings Sings. Uh, cảm ơn cô và cảm ơn chị uh, hôm nay uh, ngồi nói chuyện uh, về cái đề tài uh, ngày 30 tháng 4. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay có những nỗi đau khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Trời, ơi, bữa nay cô gặp cô, con rất là vui. Trời ơi, cô con rất là thích mấy cuốn sách của cô và những công việc của cô làm. Ừ, cảm ơn con. Trời ơi, rất là mình gặp <laughs> nhau trong ở thành phố Hà Nội bao nhiêu năm về trước hả? Đúng rồi, cái lúc đó là là con được xem cái phim Uh, uh, when heaven and earth change places. Mm. Cái đó là cái hiệp hội à uh, Inter Hanoi International Women Club. Oh. Đó, uh, người ta tổ chức cái buổi chiếu phim đó và cô cô đến đó và sau khi coi phim đó là mọi người rất là xúc động, mọi người ai cũng nước mắt chảy ròng ròng cái cô vô cái lúc là cô khi mà coi phim thì cô có nói chuyện một chút trước giờ trước phim bà con còn nhớ là cô nói là cô cô không muốn ngồi đây coi tại vì nó rất là khó cho cô để coi lại bộ phim này xong rồi cô um, cô đi ra ngoài khi mà xong thì mọi người rất là emotional xong cô vô cô nói là I'm okay I'm ừ. okay the war can destroy our homes our villages but it cannot destroy our soul ừ. còn còn nhớ tận bây giờ mấy cái câu của cô đang còn nhớ tận bây giờ luôn cảm ơn con cảm ơn con rất nhiều cảm ơn Ken đã có lời mời mình tham dự cái chương trình này và hôm nay mình rất là hân hạnh khi được nói chuyện với cô Phùng Thị Lệ Lý mình đã hiện hâm mộ cô từ rất là nhiều năm nay về những cái tác phẩm cô viết và cái giá trị hàng gắn của những công việc mà cô làm những cái giá trị hàng gắn qua các tác phẩm của cô viết và và những cái cái công việc mà của cô mà đưa những cái cộng đồng cộng đồng người Việt Nam xích lại gần với nhau cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và cộng đồng Việt Nam ở Việt Nam cô là cái cầu nối mà con nghĩ mà thế hệ trẻ của tụi con rất là cần cảm ơn con rất nhiều tại vì là không biết gì làm cho nên chị làm cái việc tàu lâu binh đó, việc không ai muốn làm thì mình làm những cái lời con với Ken nói làm cô rất là cảm động tại vì là 40 năm trường kỳ khám chiếm không phải là một ngày hay là hai ngày hay là không phải là những cái việc mà nói dễ à, vừa rồi đây là cũng hân hạnh vinh dự được nói là mới cách đi ba hôm nhà nước Việt Nam á, có gửi tặng cho cô cô thì chưa nhận được nhưng mà họ có cái, cái hình và cái thơ là gửi tặng cho cô Um, từ ở bộ ngoại giao bộ trưởng bộ ngoại giao hiện nay gửi cho tặng cho con một cái bằng khen là cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu từ 1988 khi cô trở về Việt Nam lần thứ hai thì cái đó là những cái lời con và Ken vừa nói đó là cũng đóng góp được một phần an ủi cái sự um, khó nhọc cái sự um, khổ cực nghèo nàn tất cả cái gì văn văn và văn văn cũng đã an ủi mình được phần nào là vì nó đã thành công và nó cũng đến một cái cái cục là mình thấy rằng cả việt nam và cả mỹ đều có nhiều cái hoàn gắn vết thương lòng cũng như là um, kinh tế chính trị và những cái thế hệ sau này uh, thạnh vượng là cái đó là một cái kế mà mình rất là cảm ơn trời Phật đã ban cho đất nước mình quê hương mình và dân tộc mình được những cái may mắn đó. Yeah, cảm, cảm, ơn. cảm ơn cô. Cái team của con bên social media uh, ngồi và uh, hỏi con là cái ngày 30 tháng 4 đó Con có tổ chức một cái cuộc nói chuyện với những người trong cộng đồng thì có rất là nhiều uh, cái idea nhưng mà con uh, quyết định rất là nhanh chứ không có lâu là cô với lại chị Quế Mai là hai người um, cái lý do đó là tại vì uh, cô cái 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 công trình mà trong 45 năm vừa rồi cô đã làm việc với lại chị Quế Mai uh, viết sách của chị Quế Mai và uh, con em thấy cái cái tốc độ và cái sự làm việc của chị Quế Mai và cái cách mà hàng cái bằng nói qua social media thấy quá dữ uh, cái, 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 sự hoạt động của chị Quế Mai is amazing thì um, con mới nghĩ là cô với lại chị Quế Mai là hai người perfect uh, nói về cái vấn đề cái ngày 30 tháng 4 và nó rất là khó cho những cái lứa tuổi của con con 46 tuổi con hôm nay con có rất là nhiều cái thắc mắc con sẽ hỏi cô và chị Quế Mai uh, con có đã soạn mấy câu thì cái câu đầu tiên của con đó là con là một người thế hệ um, second generation uh, lớn lên ở Mỹ sinh ra ở Mỹ nhưng mà con um, mỗi lần con nghĩ tới những cái thế hệ của mẹ con và ba con á uh, rời Việt Nam thì có rất là cái thời gian rất là lâu từ 75 tới ít nhất là cũng 3 tới 5 năm năm là cái bằng không có liên lạc về với nhà nhiều tại vì nó mất tiền hoặc là không có địa chỉ không có cách phương tiện để liên lạc thì con lớn rồi đó con mới ngồi con suy nghĩ là cái cái cộng đồng mà rời nước Việt Nam đó với lại cái với nước Việt Nam hai cái nó như là bố mẹ đã ly dị với nhau cái đất nước Việt Nam là một người mẹ và những người mà người ta qua qua bên này đó thì là cũng là một người cha con phải sống trong một cái hoàn cảnh con sống với một người nam là người mẹ đi rồi người cha là diaspora là người sống ngoài ở ngoài đó thì con mới mời cô với lại chị Quế Mai lên để con muốn hỏi là có một cái cách suy nghĩ là hai người bên Việt Nam là một người mẹ rồi những người bên này là người cha như là họ ly dị với nhau đó thì đối với chị với lại đối với cô á Uh, cảm thấy có những cái feeling như thế nào? vậy um, cô trả lời trước hãy. hoàn yeah. uh, cảnh của cô là cô có hai ông chồng qua đời mất chứ không phải là ly dị. cho nên chị cô không hiểu sao về nếu như gia đình ly dị thì như thế nào. nhưng mà như con nói là người mẹ là Việt Nam, người cha thì ở nước ngoài mà trong khi hai người này không có kết luận không có thỏa thuận được mọi việc thì tất nhiên người này đổ thừa người kia rồi người kia đổ thừa người nọ rồi chỉ qua chỉ lại thì cái người con cũng như con cũng như bao nhiêu thế hệ sẽ trẻ sau này phải nghe và phải gánh chịu và phải gọi là kêu bằng um, sống trong một cái 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 giữa cho mẹ không có ai thương ai không có ai thích yeah. ai hết cái này là cái việc cô rất hiểu cô thường nói chơi với người ta mà nửa nửa chơi và nửa thiệt cô nói rằng thà là chồng tôi chết vì chết một cái tôi cho mà ổng rồi tôi khóc năm ba tháng là xong tất cả cái gì hiu này không còn cái gì mà để tiếp tục mà nói với con là cha mày này cha mày kia cái này cái nọ đổ thừa với nhau rồi gây luôn luôn là đem cái cái wound đó đem cái 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 cái, cái, cái đem cái vết thương đó nó cứ nằm hồi nó không có ghét được nếu như mà cô mà ly dị chồng cô á thì không cách nào cô tránh khỏi cái việc mà đổ thừa cho chồng cô lý do nào mà cô phải ly dị nhưng mà nhờ cái sự hai ông mất cho nên chị cô đau đớn và cô cũng rất là buồn nhưng mà nó xong rồi cứ qua cô move on không cách nào cô rinh hai ông nó trở lại cũng như Việt Nam mình ngày 30 tháng 4 là nó đã qua rồi gần 50 năm rồi không có cách nào mình tha đổi một cái gì hết. Trời đất thiên địa như thế nào đã tạo ra như vậy thì mình phải sống theo như vậy. Cũng như một người đàn ông hay người đàn bà trai mẹ chết rồi mình chôn là mình phải kính nể người đó và nhớ những cái tốt đẹp của người đó và nhớ những cái mà người đó đã đóng góp gì cho xã hội và cho đất nước hay là cho vũ trụ này mình không cách nào mà cứ môi móc ra cái vết thương đó hàng ngày hàng tháng mỗi năm cứ ngày 30 tháng 4 lên thì nó nó làm như một cái 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 kim châm muối sát vô những cái vết thương đó không nên cho nên chỉ là theo như cô thì cô nghĩ rằng đó không phải là mình nói rằng mình uh, lái ngày 30 tháng 4 làm một cái gì vĩ đại hay là làm một cái gì là để cho làm cho bên này hoặc bên kia tức giận hay là hận thù nhưng mình lấy ngày 30 tháng 4 là ngày cảm ơn cũng như ngày lễ tạ ơn. Con này nhớ rằng ngày lễ tạ ơn của Mỹ đó là đã nếu như con đến uh, Massachusetts con đọc những cái từ mà người ta đã viết lên trên cục đá nó gọi là landing rock thì bao nhiêu người chết trong cái chiếm thuyền từ ở bên Anh Quốc qua bên Mỹ bao nhiêu bao nhiêu người đàn ông đàn bà cha mẹ lớn nhỏ già trẻ chết ở trong cái tàu đó khi mà họ lên được ở Massachusetts rồi đó thì họ đập cái chân họ lên trên cục đá và họ thay đổi cái nền văn hóa của người gọi là muội da đỏ hay là mình cho là Indian đi, người dân tộc của Mỹ từ đó họ đổi cái nhà đó rồi cái người đó đó accept họ, mang họ về, nuôi họ, giúp đỡ họ, tạo dựng họ từ cái ngày đó trở lại đây. Cho nên chi Mỹ nó có cái ngày thanh you vinh đi. Mình cảm ơn lại những cái người đó họ đã chết rồi mà họ đem lại những được cái gì cho mình đến ngày này. Cho nên chỉ có cái ngày đó. Thì cô nghĩ là ngày 30 tháng 4 mình nên làm một cái gì đó. Bỏ cái hận thù, bỏ cái tranh chấp, bỏ cái hung dữ cái bỏ toàn cái thù oán nữa mà mình đang nói rằng cảm ơn vì con tôi bây giờ đã là lên tiến sĩ, thạc sĩ đại học, bác sĩ, kỹ sư, văn văn và văn văn. Nếu không có ngày 30 tháng 4, mình cũng có thể nói cao đó nhưng mà con cháu mình chỉ là được trong Việt Nam thôi chứ không ừ. cách nào trên toàn cầu thế giới như ngày hôm nay. Hồi xưa con có một cái ý tưởng rất là đơn giản và và hơi bị, uh, nó rất là naive, kêu bằng ngây thơ đó là con cảm thấy là lúc mà 25, 30 tuổi con nói với mẹ con hoài, con nói là mình cũng như là mình đi vacation 25, 30 năm, mà mình đi vacation xong mình còn lấy mấy cái bằng rồi mình được tạo ra bao nhiêu khi cái... nhưng mà cái đó không phải là một cái sensitive way để suy nghĩ và và bao nhiêu người đã qua đời. À, chị cuối Mai có cái ý nghĩa gì, ý, ý nghĩa gì chị? Um, trước tiên là mình um, rất là xúc động khi nghe những cái lời chia sẻ của cô lệ lý um, trước tiên là cháu muốn con muốn chúc mừng cô về những cái ghi những cái, cái 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 sự ghi nhận mà cô đã đã được nhận trong thời gian qua về những cái nỗ lực của cô tại vì con đọc sách của cô con thấy là cô đã trải qua rất là nhiều đau khổ thực ra là đối với cô là trời với đất đổi thay cô đậu trải qua, qua cái sự cùng cực của một kiếp người nhưng mà trong cô con thấy ánh sáng của sự tha thứ con thấy y và hy vọng và lòng tin vào con người cho nên những cái lời cô nói rất là chân thành cô muốn nói là chúng ta hãy hướng về tương lai chúng ta hãy nghĩ về những cái gì tốt đẹp cho dân tộc của chúng ta dù là dân tộc của chúng ta đang ở trong việt nam hay ở ngoài việt nam nhưng mà hiện nay là chúng ta được sống trong hòa bình à, chúng ta đã có nhiều tất cả các bên đều đổ máu tất cả các bên đều có quá nhiều sự mẫn mát mà con viết trong cái quyển tiểu thuyết The Mountain Sing. á là trong cuộc chiến không có ai là chiến thắng hết. Chiến thắng, chiến tranh nó để lại cho con người ta quá nhiều cái sự đau đớn mà cái sự đau đớn đó không phải chỉ có bằng cái cái chết của người thân mà để lại có quá nhiều những những cái cái những cái di chứng về mặt tinh thần cho các thế hệ mai sau mà cái, cái sự những cái di chứng đó sẽ không thể nào hàn gắn được nếu không có những người như Ken. Ken trăn trở những cái câu hỏi về về quê hương, về nguồn cội, cái đó là một câu hỏi rất là quan trọng tại vì chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để hàn gắn để xích lại gần nhau. Nếu mà chúng ta không làm điều đó thì thì cái ngày 30 tháng 4 luôn luôn là 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 những cái ngày nó quá nhiều đau thương mà như cô cô lại lấy nói chúng ta hãy nghĩ đó đó là một ngày chúng ta tạ ơn, tạ ơn khi chúng ta còn sống, tạ ơn khi chúng ta không phải trải qua cái cuộc chiến tàn khốc mà anh em giết chóc lẫn nhau. Con nghĩ là cái sự đau đớn nhất của cuộc chiến Việt Nam là người Việt giết người Việt. Anh em trong cùng một cha mà 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 chúng ta đã đã làm những cái điều đó với nhau Thì đã đến lúc chúng ta cần tha thứ cho nhau Chúng ta cần cần bỏ qua và chúng ta hướng về phía trước Thực ra là bây giờ con đang nói chuyện với mọi người Con đang nói chuyện với cô Mình đang nói chuyện với Ken, với mọi người Từ Hà Nội, từ Việt Nam Và mình vừa rồi cái dịch Covid Thì hơn 2 năm rưỡi mình không được trở về Tại vì không có chuyến bay Mình về tới đây mình cảm thấy rất là hạnh phúc Và mình nghĩ cuộc sống của mình sẽ không vẹn toàn nếu mà mình không trở về quê hương. Thực ra cái quê hương cái nguồn cội là một điều rất là thiên liêng, Ken nơi. Đây không phải là một cái cái người cha người mẹ mà mà đã mà mà bỏ mà bỏ mà rời bỏ em. Cái người cha người mẹ này luôn luôn muốn em trở về và muốn, luôn luôn muốn đón em. Em nên tách biệt chính phủ Việt Nam khỏi quê hương Việt Nam. Quê hương Việt Nam là gì? Quê hương Việt Nam tính là chính là tiếng nói. Chính là con người, chính là những cái bờ biển xanh xinh đẹp, cát trắng. Cái, cái 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 bầu trời xanh lộng lộng muốn đón em trở về. Đó là Việt Nam, luôn luôn là Việt Nam không có gì thay đổi. Không có một chính thể không có một 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 chính phủ nào có thể thay đổi được cái sự thiêng liêng của Việt Nam đối với mỗi người Việt Nam của chúng ta họ không cướp được không cướp đi Việt Nam và nguồn cội của chúng ta và 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 mình biết là có rất là nhiều những người thế hệ trẻ như Ken được sinh ở nước ngoài lớn lên ở Mỹ ở ở úc và họ trở về và họ gắn kết với quê hương và họ tìm đến nguồn cội của mình họ có thể lập nghiệp ở Việt Nam và họ kết nối với Việt Nam nhưng mà có nhiều cách là kết nối với Việt Nam mình thấy công việc của Ken làm Ken kết nối chúng ta rất là nhiều thực ra mình rất là biết ơn Ken 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 đã nâng nâng những câu chuyện của người Việt Nam lên và chúng ta kết nối với nhau đó là cách tốt nhất mà chúng ta hướng tới tương lai lúc nãy cô lệ lý nói là chúng ta chỉ có thể bước qua cái nỗi đau của quá khứ khi chúng ta hướng tới tương lai và những điều Ken làm là chúng ta hướng tới tương lai cái sự hòa giải chỉ có thể đạt được khi chúng ta nhìn về những cái điều tốt đẹp của nhau và chúng ta lắng nghe những cái câu chuyện của nhau dù là cái câu chuyện đó có đau đớn hoặc là có 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 hạnh phúc nhưng mà chúng ta cần phải mở lòng ra để lắng nghe nhau. Đó là cái điều tối thiểu và cái điều quan trọng chúng ta cần làm mà 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 mình thấy là cái điều mà chúng ta chưa làm tốt trong cộng đồng người Việt là chúng ta chưa lắng nghe nhiều nhiều những câu chuyện của nhau. Ví dụ như rất nhiều các tác phẩm của các nhà văn hải ngoại chưa được xuất bản ở Việt Nam và và nhiều cái cộng đồng hải ngoại cũng chưa đón nhận nhiều những câu chuyện từ trong nước cho chúng ta cần phải ngồi lại đọc nhau nhiều hơn lắng nghe nhau nhiều hơn từ đó mới có sự cảm thông cái cuốn sách của chị The Mountain Sings là cái cuốn sách lần đầu tiên em có được đọc qua được trải qua cái cái bridge cái cầu nối giữa Việt Nam mà Việt Nam không có một cái chính phủ một cái Việt Nam của mẹ em kể từ Bắc 54 đi vô với gia đình có một cái feeling của bên ngoại của em là là người Bắc và bên người bên bên ba của em là dưới Sóc Trăng Cần Thơ lần đầu tiên em em có một cái feeling là wow thật ra cái sự của mình á là mình share cái máu cùng với những người trước năm 54, em có cái roots em có cái 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 rễ là cái rất là xa nhưng mà tới ngày nay đó thì um, em cũng um, mỗi lần mà em nghe tới uh, thế hệ của của mẹ em và những người lớn hơn mẹ em um, họ nói là nếu thật sự là nếu mà muốn um, hai bên hàng nối với nhau đó là phải đợi những người lớn chết đi. Em nghe cái đó rất là buồn và em đau khổ lắm tới ngày nay. Tới ngày nay là, vậy là tất nhiên là em phải đợi thêm 10, 15 năm nữa là những người lớn mà những người ta, họ trải qua những cái cái tù hoặc là chiến tranh họ phải chết đi. Thì cái đó là cả là một cái 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 đau buồn của 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 em tại vì là họ chết với một cái feeling họ không tha thứ hay là họ cũng nhiều khi họ không cũng không biết là bên Việt Nam em có nhiều người bạn của mẹ là họ cứ nghĩ là bên Việt Nam nó nó chưa nó không có một cái nó cũng để xem nhưng mà thật ra nó khác hoàn toàn cái cái sự suy nghĩ của 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 những người mà mà đã đi năm 75 và những cái thời đó cái mà họ họ nói là họ, chắc chắn là họ không bao giờ về và họ không bay ở hàng nối với lại Việt Nam bây giờ em nghe em rất là buồn và cái đó là một cái gì mà em phải chấp nhận nhưng mà nếu mà là cô hoặc là chị đó thì có những cái lời khuyên để em nói với những người lớn như, như thế nào cái mà nói rằng cái thế hệ sau này hay là cái thế hệ sau này nói rằng Việt Nam mình không có được quà giải nếu như cái generation trước, cái thế hệ trước mà cháy hết đi á thì có thể rằng mình hòa giải được à, em buồn một cô buồn mười. Yeah. Tại vì sao? Tại vì cái thế hệ của cô nó nằm nó cao hơn con mà nó trẻ hơn cái lúc ba má cái thế hệ của ba má con. cái thế hệ ba má của cô á ba người chị cô không được đọc không được viết không biết viết không biết đọc cái thế hệ của họ chỉ là lom lũ làm ăn cực khổ nếu như bây giờ họ nói rằng để sống trăm năm nữa không biết họ tha đổi những cái gì nhưng mà nhờ cái sự mất của họ đó cái người chết đi đó là mình cho bên này là cô bằng recycle là tất nhiên là cái thế hệ đó mất đi thì đầu thai trở lại cái thế hệ trẻ này thông minh hơn giỏi hơn tốt hơn nghề nghiệp cao hơn sáng hơn to hơn người cao ráo và có một cái cái mạnh thường quân phía sau rất là 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 là, là đậm thì bây giờ cái số thế hệ chết đi rồi để cho đất nước mình đem lại giữa người Việt Nam trong và ngoài nước đoàn kết với nhau thì cái đó là cũng một cái duyên số và cũng một cái kiếp cho Việt Nam mình và cũng một cái uh, duyên mà chiến tranh đã đưa đến những cái cũng như con nói cái hận thù mà mang qua bên kia hay là những cái không có thoa thứ được cho ai mà cứ ơn một cái mối thầu đó đi thì cô cũng rất sợ là cái thế hệ sau này cái phần tốt thì ít mà cái phần xấu thì nhiều là vì họ sanh ra ngạt một là đã ơn theo cái khổ sầu cái hận thù cái ghét bỏ tất cả những cái đó rồi họ lớn lên trong cái cái, cái 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 cái, môi trường cũng như vậy rồi họ học hỏi theo cái xã hội nó như vậy cho mình thấy đây nè bây giờ mình trả cái cuộc đó mình sống tại ở Mỹ đây mà người ta không thích cái màu da vàng của mình này họ đã có những cái hành động không tốt như mình đây nè là cô thấy rằng đó là những cái kế mà trả lời cho những cái kế mà nếu mà mình không tha thứ mình không bỏ qua mình yeah. không hòn ghém mà để mà mình 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 trước khi mình cháy thì cái này đây là con cháu mình sẽ gánh chịu những cái hậu quả hiện bây giờ con cháu mình và bản thân mình đây là đã bị rồi đó cho nên chỉ rằng uh, rất là đau lòng là nói rằng ôi tôi không để tôi ôm theo cái này xuống hồ xuống mồ tôi chứ tôi không có tha thứ cái này hay là tôi cũng không bỏ qua được cái việc kia nếu như bạn không làm được những cái tha thứ và bỏ qua Thì bạn có ôm qua dưới mồ đi nữa Thì rất là ủng công sức mà đã sống một đời người Mà không có không có đem đi cho nó nhẹ nhàng Những cái thành phần này đó Cô chỉ khuyên là chịu khó nghe lời thầy Pháp Thích Hòa giảng Và đi xuống retreat ở làng Mai Lập Uyển Hay là đọc những cái câu chuyện của nhà Phật thì có thể là họ um, uh, nghĩ khó hơn cho nên chi là cho nên chi là con nói là con buồn con rất là buồn cô còn có thể là buồn hơn nữa sợ vì cô thấy rất là nhiều trong cái chuyện đời của cô trong bảy mươi mấy năm qua cho nên là cô hiểu cái việc đó yeah. um, cảm ơn Ken về những cái về về cái câu hỏi rất là sâu xa và một cái câu hỏi rất là khó hỏi mình nghĩ đó là một cái một cái điều mà mình đã nghe mình đã nghe từ các nhiều người nói với nhau họ không thể tha thứ và, và cũng có những người trẻ đã từng nói với mình là chỉ có thế hệ phía trước đã qua đời rồi thì họ mới có thể làm những cái điều họ có thể mới có thể trở về quê hương mà mới có thể gắn gắn đó là một cái điều thực sự là rất là đau đớn đối với tất cả người việt chúng ta tại vì chúng ta nói cho cùng chúng ta là con của một nhà mà ừ. chúng ta đều là con của mẹ Âu Cơ và Cha Lộc Long Quân. Ừ. Nếu mà nếu mà người Việt chúng ta không thương chúng ta thì ai thương chúng ta? Cho nên là nhưng mà mình mình cũng hiểu những cái nỗi đau của những người phải rời bỏ quê hương. Mình mình đã chứng kiến có nhiều gia đình đã từng mất rất là nhiều người thân, họ mất tất cả và cái sự mất mát đó đối với họ rất là đau đớn tại vì nó gây ra cho bởi những người anh em cùng một nhà. Nếu mà chúng ta nói về cái sự tha thứ, chúng ta dễ tha thứ hơn cho người ngoài. Yeah. Bằng việc chúng ta tha thứ cho anh em hoặc những người thân của chúng ta. Nếu mà những người thân của chúng ta gây ra cho chúng ta những cái nỗi đau thì cái sự đau đớn đó nó hằng sâu với chúng ta rất là nhiều và chúng ta rất là khó tha thứ. Cho nên mình cũng hiểu cái nỗi đau của cái những người mà đã từng mất tất cả. Có những người đã từng mất vợ, mất con, mất nhà cửa, mất tất cả gia sản và họ và họ nghĩ là họ mất cả quê hương. Nhưng mà mình nếu mà những cái người đó chưa trở về mà ai đó mà lắng nghe cái 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 buổi này thì mình muốn nói với mọi người rằng hãy trở về quê hương một lần. Hãy trở về quê hương một lần, hãy đi chân trần trên mảnh đất Việt Nam của chúng ta. Hãy lắng nghe tiếng Việt xung quanh chúng ta, hãy ăn những món ăn trên đường phố. Và bạn sẽ thấy quê hương luôn ở đó chờ bạn trở về. Quê hương rất là thiêng liêng và không có gì, không ai có quyền tước đi cái gốc rễ và nguồn cội của chúng ta và một điều mình nghĩ là cái cộng đồng người Việt gần đây đang làm mà mình thấy mình rất thích, thích rất là vui là chúng ta gieo trồng những cái hạt giống quê hương ở cái nơi xứ người bạn không cần phải phải bạn không cần phải trở về Việt Nam để có để có Việt Nam trong trái tim mình những cái điều Ken làm là Ken đang gieo trồng Việt Nam ở trên đất Mỹ tại vì cái cây Việt Nam không chỉ giới hạn trên mảnh đất Việt Nam mà cái cây Việt Nam có thể vương cành chỗ hoa kết trái ngoài biên giới chúng ta với cái những, dự án văn học những cái dự án phim ảnh hoặc là ẩm thực hoặc là những cái công việc từ thiện như là cô lệ lý đang làm là chúng ta chính là chúng ta xây dựng quê hương ở ở một nơi nơi xứ khác nhưng mà cái quê hương đó nó luôn đi theo chúng ta và nó luôn ở trong thâm cảm của chúng ta và những gì mà chúng ta truyền dạy cho con cháu của chúng ta chúng ta kể với bạn bè chúng ta về quê hương của chúng ta đó là những điều mà chúng ta làm cho quê hương của ta sống và và sống và và đông hoa kết trái ở ở ở nơi chúng ta đang đang hiện diện cho nên là quê hương có thể ở bất cứ nơi nào và không có ai có quyền không ai có quyền lấy đi quê hương xứ sở của chúng ta Um, thêm cái cô của, của con nói là đáng lẽ đáng lẽ ra là cái uh, thế hệ trước của Ken đó, và bao nhiêu thế hệ trước đó thì nên để một cái gì để cho con cháu lái cái đó tự hào và lái cái đó là làm một cái uh, symbol, làm uh, cái um, cái quà ha để là ôi ai là ông nội tôi uh, sống như vậy tôi tiếp tục sống như ông tôi hay ông ngoại tôi ông thường chia sẻ với tôi những câu chuyện này cho nên chi tôi rất ngưỡng mộ ông ta cho nên tôi muốn sống theo như cái lối ông sống nhưng mà ngược lại là trong cho người ta chết rồi thì mình mới sống cho được tự mình thì cái này nó cũng hơi 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 quá nặng nề đi có một cái một cái point cô nêu rất là trí tuệ rất là pointed Um, lúc mà con về Việt Nam đó Ngày 30 tháng 4 Có một lần con về Trong con về 20 năm nay Có năm con về 4 lần Có năm con về 2 lần, 3 lần Có một lần uh, con về ngày 30 tháng 4 uh, Lúc đó, đó là Chắc cũng 10 năm, mười mấy năm Mà không ngờ Là ngày 30 tháng 4 bên Việt Nam đó, Họ celebrate như là ngày July 4 bên này Là một cái ngày độc lập Của, của, của quốc gia, của, của Việt Nam thì cái sự suy nghĩ của của con trong bao nhiêu thập niên sống ở bên Mỹ uh, tới ngày 30 tháng 4 là một ngày a day of mourning, một ngày khóc lóc, uh, một ngày uh, chia buồn với nhau thì hai cái narrative hai cái cách suy nghĩ và hai cái cách uh, bàn về cái câu chuyện đó nó nó khác hoàn toàn. Thì tới ngày nay đó là cái thế hệ của con bắt đầu tới một cái lúc nào là không còn um, không phải là không có biết những cái sự suy nghĩ của người 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 cộng đồng ở đây hoặc là bên Việt Nam nhưng mà bây giờ chính cái lúc đó là cái người như con phải suy nghĩ là không có phải là một cái ngày July 4 mà cũng không phải là cái ngày mà morning uh, khóc lóc uh, con muốn cái thế hệ của con và những người um, nghe cái chương trình này họ có cái sự suy nghĩ có thể là suy nghĩ khác thì trong những cái câu nói chuyện của chị Quế Mai hồi nãy giờ thì um, Với lại con cũng biết cô cô Lệ Lý rất là uh, thiên liêng Thì nước Việt Nam, đất Việt Nam là Nếu mà mình nhìn qua cái lăng kiến của thiên liêng của, của, Vietnam is very spiritual, cái connection nó very spiritual um, Bắt đầu là em cảm thấy là em bắt đầu redefining Trong cái cuộc nói chuyện 15-20 phút là em bắt đầu cảm thấy nó nhẹ rồi Tại vì không còn là Bắc Nam Nam hay là uh, miền Trung hay là nhưng mà là spiritual spiritual là một cái việc thiêng liêng mình kết nối không cần là mình phải ở đó hoặc là mình nghĩ là mẹ mình là người Bắc ba mình người Nam nhưng mà qua cái spiritual là bao nhiêu người uh, ancestor uh, những người mà tổ tiên của 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 Ken của 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 con đã sống qua bây giờ là hình như là người ta nói là nếu mà đi ngược lại 24 đời là 4.000 người phải cần 4.000 người qua 24 đời mới tới phiên một người sanh ra như mình right cái 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 có một cái con số như vậy em rất là rất là hay uh, là phải cần mình cần 4.000 người tạo ra 24 đời em mới ra một cái người như mình at the bottom of cái cái cái, cái pyramid thì cái spiritual side của cái 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 idea đó nó make sense thì bây giờ con hỏi cô với lại chị là cái cái new way of defining uh, cái narrative cái cách mới mà kể lại cái câu chuyện của người Việt Nam và cái 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 ngày 30 tháng 4 thì cô với lại chị có thể cho cái góp ý kiến uh, đặt cái câu chuyện mới như thế nào không? À, thí dụ là như là đây ngày 30 tháng 4 này là có một số người mời uh, cô lên San Francisco để dự cái ngày hiện bây giờ người ta có một cái triển lãm ở trên đó về cái cuộc chiến tranh Việt Nam và nhất là à, cái ngày à, ở Mỹ Lai á, Mexico ở Mỹ Lai. À, cho nên chi rồi cái ngày 30 tháng 4 thì họ có tổ chức cái gì ở trên uh, San Jose cho nên chi họ mời cô lên. Thì cô đồng ý cô lên, no problem. Thế sao cô Ô, ngày 30 tháng 4 Cái ngày này đó là Mình phải tránh Mình phải tránh Trong cộng đồng Việt Nam Mình không lên San Francisco Mình cũng không lên được Được San Jose Tại vì cô đã trải qua Nhiều cái Quá thiệt thòi cho cô Trong Mấy chục năm nay Đi đến đâu Là người ta dí chạy đó Đi đến đâu Người ta đá đổ đó Đi đến đâu Người ta biểu trình Tình chống đối đó Cho nên chị cô rất sợ Thì cô mới gọi lại Cái người đó Tôi nói ôi Tôi không có đi được Tại vì ngày 30 tháng 4 Là tôi phải tránh hết Tất cả cộng đồng Việt Nam tôi không có muốn dính líu hè đến những cái chỗ đó tôi sợ quá đi cái người ta nói không giờ thay đổi rồi được. thay đổi rồi à, thế hệ của chúng con không sợ mấy cái ông bà già nó nữa không ai biểu tình cô đâu cô cứ lên đi chứ còn không gái nữa Thôi có nó ờ, thơ được rồi thì cứ để lên nhưng mà đừng có cờ ba sọc mà đứng ra mà biểu tình thì tôi 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 tôi, tôi không có 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 lợn thì là như vậy là ít nhất cũng có cái thay đổi cái thứ nhất là đó là cô mừng hỏi như con là kinh cái tiếng anh tiếng anh nó gọi là nuôi New chứ Age. New Age là cái thế hệ của các con mà cái tâm linh á con biết là cái thế hệ trong cái cái century 20 century là cái thế hệ là từ những công thú vật đầu thai trở lại làm lên loài người mà từ cái thế cái cái, cái, cái bằng century 21 century á là từ loài người lên đến thượng thượng đế là tất nhiên là God refer whatever trời hay là um, thiên hay là cái gì đó nhưng mà phải là rich lên một cái level cao hơn nữa cho nên tất cả những cái gì hiện bây giờ là đang thay đổi từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn đang thay đổi là trong cái sòn Rửa, đang cái um, gột rửa đang cái thay đổi về bên tâm linh cũng như là về bên cái con người um, tâm ra ngồi rồi thấy tất cả những cái gì đã trải qua trong hai năm rồi thì mình phải đặt câu hỏi là cuộc sống bên nào để mình đấu tranh được cái gì nếu mình cứ đứng lên mình chống đối hồi cũng như cô sợ lần đã ba bốn chục năm đi rồi mà tới những cái vùng xe nô xe mà nói đến ngày 30 tháng 4 là cô 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 nổi da gà đó là tất nhiên là mình phải nghĩ là là trong 20 à mình trong hai năm qua đó là bao nhiêu người đã sòn sải đã rửa mà gột đã chuyển đi đã tha đổi biết là bao nhiêu biết là bao nhiêu thì mình phải đặt câu hỏi là it worth it trong khi mình cứ ôm cái cũ hồi mà mình không tha đổi mình phải cần tha đổi tự bản thân mình trước rồi con cháu mình, bà con thế hệ sau mình Đừng có để những cái thế hệ con em mình sau này Nó mang cái cái gọi là cái, kim nhất đen ấy, tội tội cũng như con con không có phải sanh ra mà để nghe cha cãi với mẹ mẹ cãi với cha bên bắc bên nam bên mỹ bên việt bên cộng sản bên quốc gia con không có sanh ra mà để hưởng những cái đó con sanh ra là con hưởng rằng này bắc nam là một tâm tình cùng chung quyết mạch gia đình việt nam nhiễu điều phủ lái giá gương người trong một nước ta anh thương nhau cùng cái đó là con nên học Chứ con không có cần nghe những cái gì Mà chia sẻ ra cái là mình không có nếu mình không có cha có mẹ có ông có bà có tổ có tiên có loài người ừ. nhau mình không có sống được trên trái đất này mình phải cần hết tất cả từ cây cỏ ngọn rau cho đến những con thú vật cho đến loài người để mà sống với nhau mà trong cái 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 sòn rãi này dạ yeah, cô cool. những những cái câu những những cái câu mà ca dao mà cô Lý vừa mới đọc á quá sức là sâu sắc. Nhiều điều phụ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng ta thương nhau chưa đủ. Chúng ta còn ghét nhau quá nhiều. À nhưng mà cái 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 câu hỏi của của Ken nó rất là rất là quý tại vì mình mình tức là cái trải nghiệm của Ken khi mà về Việt Nam thấy cái ngày 30 tháng 4 được tổ chức là trọng đại đó là một ngày lễ chiến thắng ở đây thì người ta đó là một ngày tháng tư đỏ trong khi là đối với nhiều nhiều người Việt Nam ở Mỹ người ta gọi là Black April là tháng tư đen thì có hai cái 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 sự uh, có cái sự mà mà đối chọi lẫn nhau. Nhưng mà mình nghĩ là hiện nay ở Việt Nam cũng có một số thay đổi. À, gần đây người ta hay nói về cái câu nói của cố cựu thủ tướng võ văn kiệt. Thì cựu thủ tướng võ văn kiệt đã nói là là ngày 30 tháng 4 đó có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn. Thì hiện nay á đôi khi ở tới cái gần ngày 30 tháng 4 là trên những cái mạng xã hội nhiều người Việt Nam trong nước cũng nói về những cái nỗi đau mất mát của phía bên kia tức là là nếu mà cả hai bên mình nghĩ cả hai bên nếu mà kỷ niệm cái ngày này mà chúng ta uh, có những cái 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 sự tôn trọng cái phía bên kia hơn những cái mất mát đau thương ở phía bên kia hơn thì có lẽ là 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 nó cũng hay tại vì thực ra là uh, không có chiến thắng nào có thể ngọt ngào khi mà có quá nhiều máu đã đổ mà mà cái máu đó nó 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 chưa ngừng đổ đâu Ken à bây giờ vẫn có biết bao nhiêu gia đình mất tích con em trong chiến tranh mà không tìm được mộ cái nỗi đau đó nó có quá nó còn quá lớn đi cho nên là chúng ta phải 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 mình nghĩ là chúng ta cần phải yêu thương nhau nhiều hơn không? chúng ta phải tôn trọng những những cái cái cảm xúc của nhau nhiều hơn và chúng ta lắng nghe nhau nhiều hơn mình nghĩ cái cái câu chuyện của người việt nam ở cái thế hệ mới đó, nó nó không phải là một câu chuyện với 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 một, với một câu chuyện nó nó hẹp mà đó là một câu chuyện rộng hơn. Nó nên bao hàm những trải nghiệm của người Việt Nam trong nước, nước ngoài, người Bắc, người Nam, người đứng bên bên phía bên 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 này, người đứng bên phía bên kia tức là mình nghĩ là nếu mà sẽ tốt hơn, nếu người Việt Nam chúng ta rộng lượng hơn. Chúng ta lắng nghe những cái trải nghiệm của nhau cũng có thể là rất là khó cho chúng ta khi mà chúng ta chấp nhận chúng ta thấu hiểu những cái trải nghiệm khác nhưng mà ít nhất chúng ta nên lắng nghe nhau và chúng ta nên tôn trọng nhau nhiều hơn. Cái sự tôn trọng đó nó nó hiếm nó hơi bị hiếm trong cái cộng đồng của chúng ta. Đôi khi là chúng ta, đôi khi là chúng ta có những cái cái ý cái cái ý nghĩ rất là cực đoan á mà cái sự cực đoan của cái thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Ví dụ như cái sự cực đoan ba mẹ không muốn về Việt Nam cấm con mình mình về Việt Nam mình biết nhiều trường hợp là những người mà 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 rời bỏ Việt Nam à, ngày ba, sau ngày 30 tháng 4 là họ cấm con em con cháu của họ về Việt Nam mình nghĩ cái đó là 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 đem lại cái 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 sự mất mát cho chính họ phải không Tại vì mình có đọc rất là nhiều sách của thầy Thích Nhật Hạnh thì thì mình thấy để sống nhẹ nhàng và sống hạnh phúc trong trong chúng ta cần có sự tha thứ và và Chúng ta tha thứ cho chúng ta trước tiên. Mình nghĩ là chúng ta là con người không có ai không phạm phải sai lầm. Cho nên là chúng ta cần tha thứ cho chúng ta trước tiên và chúng ta tha thứ cho người khác mà mình nghĩ là chiến tranh và bạo lực sẽ tiếp tục xảy ra nếu mà con người không biết tha thứ. Chúng ta chỉ có hòa bình và sự bình, bình an trên trái đất này nếu mà chúng ta tha thứ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn và mình nghĩ là qua 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 lịch sử con người đã gây ra quá nhiều đau đớn cho nhau rồi mình luôn luôn tự hỏi tại sao con người không yêu thương được con người nhiều hơn cái cuộc sống nó quá ngắn ngủi để chúng ta ôm lấy cái sự hận thù để 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 vì chúng ta khi mà chúng ta ôm cái sự hận thù trong lòng thì chúng ta chính chúng ta là những người đau khổ chỉ có sự tha thứ mới khiến chúng ta nhẹ nhàng và chúng ta có thể bình an tới cái cái, cái 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 tuổi của em và cái generation của em thì em ngồi em nghiên cứu những cái quốc gia khác có ba quốc gia Israel là có một cái chương trình là bao nhiêu người đi từ 1945 50 họ về họ xây uh, quốc gia yeah, Israel họ xây lại thì có những người um, tạo ra một cái program kêu bằng Israel Birthright thì từ cái năm 18 tuổi tới năm hình như là năm 32 tuổi á thì bất cứ người nào điền đơn về thì chính phủ Israel đã gom mấy chục triệu để họ đầu tư vào cái chuyện mà cho con 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 con, con nít 18 tới 32 trở về sống trên cái kibbutz hay là họ có một cái tour hai tuần hay là bốn tuần gì đó họ cho con em đi đây đi đó rất là nhiều người do thái mà sinh đẻ bên mỹ uh, hoặc là sinh đẻ bên uh, những cái nước khác họ về họ được họ hiểu được cái 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 văn hóa của Israel người đại hàng cũng có cái adoption program mà, adoption ngược lại chứ không phải là adoption mà mà cho ra mà adoption ngược lại là bị adoption từ cái cuộc chiến chiến tranh của của Korea 1950 tới tới ngày nay á thì uh, những cái đứa nào mà cảm thấy là mất gốc đó thì về đại hàng để sống để biết nguồn gốc cái văn hóa thứ ba là văn hóa của người Đài Loan uh, có một cái chương trình kêu bằng Love Boat thì Love Boat thì cũng là hình như là 18 tới 25 tuổi gì đó uh, mình có thể mình mua vé mình lên một cái chiếc tàu rồi mình về đó mình về đài loan mình có thể mình um, biết thêm về cái văn hóa của người đài loan thì em và uh, con suy nghĩ đó là nếu cái người việt nam mình mà từ uh, từ chính phủ việt nam hoặc là những người mà uh, đại gia bên mỹ người gốc việt uh, mà làm cái chương trình này đó thì cái đó nó có thực tế hay không nó có có mang tới cái 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 quyền lợi cho, cho cho, nước Việt Nam mình không có 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 thể làm được hơn không theo như cô thấy rằng um, cái đoàn mà đầu tiên cô về chung với họ là đoàn Vietnam Veterans Veteran for Peace là 1988 trong thời điểm đó là giữa Việt Nam và Mỹ là hai mối thù nghịch với nhau mà khi mà cô ngồi lại mà thông dịch qua bên này với bên kia giữa cựu chiến binh người Mỹ và à, mấy cái anh à, cán bộ miền Bắc cũng như miền Nam là kêu bằng NVA và VC á, thì hồi đầu đó là họ cũng rất là ngại nhưng mà khi mà đã có dài lông bia vô rồi rồi có những câu hát hò rồi có những câu nói chơi qua lại rồi cái người ta gọi là open up mở ra thì tất nhiên đó là họ khóc thôi họ khóc một cái niềm hân hạnh là đã gặp nhau họ khóc cho cái ngày được là người ta thấy nó nhẹ nhàng bớt người ta khóc là vì người ta mừng được gặp những cái người mà người gọi là enemy kẻ thù nhưng bây giờ ngờ ngờ người ta ngồi lại phế thù phế với nhau á đối diện với nhau là đây là con người cũng là do thịt, cũng là xương máu cũng là nước mắt chảy xuống và mặn chứ không có lùa thú hay là lùa đầu trâu mặt ngựa như là người ta nghĩ ở trong chiến tranh thì từ cái ngày đó cho đến giờ phút này đó là cô đưa không biết bao nhiêu đoàn cựu chiến binh Mỹ và gia đình họ cũng như là sinh viên Việt Nam, sinh viên Mỹ và các em mà hồi trước mà chạy ra những cái chiếc máy bay mà gọi là baby lip đó, rồi hay là adapt, adaption program mà qua bên này. Rồi cô đưa họ về là tất cả những 99% là cô thấy rằng họ thay đổi khi họ đã đến đất nước việt nam mình họ thấy dân tộc mình quá cởi mở quá forgiveness quá tha thứ mời họ vô trong nhà miệng thì mời ta thì mời um, kéo rị rồi um, miệng thì vui mặt thì hớn hở ra mời anh vô mời anh vô nhà tôi cho giàu họ có miếng tranh hay là này nhờ đất không thành vấn đề họ cũng có một cái ghế tôi mời anh ngồi có thể anh ngồi trên cái giường tre của tôi nhưng cũng họ mời cái cựu chiến binh mỹ vô mấy cái này đây đó làm cái người cựu chiến binh mỹ và những cái người uh, lính việt uh, quốc gia hồi trước kia đó họ phiếu home họ phiếu welcome Họ phiếu như là cảm nghĩ mình là một lon lost brother, một người anh, bà, con, anh, chị, em nào, thắt lọt năm nào, bây giờ mình trở về cái mọi người giòn tay ra quá uh, cầm mình trở lại. Cái này là cái hạnh phúc mà đem lại cho cô yeah. rất nhiều. Là vì mình làm được một người hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của mình nó rất là tem thay. Mà con cứ nghĩ là 40 năm mà cô cứ làm như vậy, một năm... Một, Trung bình là bốn chuyến cô về mỗi lần về cô đem về chừng 20 người thì con cứ nhân lên thì tất cả những người đó hiện bây giờ họ cũng vẫn tiếp tục đưa nhiều đoàn về Việt Nam và giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam cái này đây là cái kế mà cô nghĩ rằng những các con cũng như là uh, thế hệ sau này nên tiếp tục làm yeah. khi mà cô gặp một số người anh chị em Việt Nam á họ nói tôi cũng muốn về Việt Nam lắm chứ rồi mình cô mới hỏi rốt ra anh về chưa? À, tôi không về, hồi nào hết bấm cộng sản rồi tôi mới về, thì cô mới nói vậy nè, nói anh ơi, về đi anh, anh về cho lúa thêm xanh, cho cây thêm trái, cho cành thêm hoa, cà mau cây xanh mảnh mong có quan vọng sạch cánh đồng từ đây về đây khai phá đất này ra công vun xơi cái cài hôm mai về đây dậy cửi quan dài nuôi tầm thả cá ngố y đại đông thì chỉ là nói như vậy để cho ấm lòng ảnh thôi rồi ảnh cũng không không cãi cọ nữa ảnh không còn lanh tay xuống ngóng nữa ảnh không còn Uh, không giữ với cô nữa, cho yeah. nên chỉ là cô nhiều bài thơ như vậy lắm để cô uh, đối đáp cho những cái khi mà gặp cái cái tình huống như vậy. Hay quá cô. Quá hay luôn cô ơi, đôi khi mình 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 đối đáp với um, với 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 những cái sự nặng nề bằng cái sự nhẹ nhàng. Cái câu ca giao tục ngữ Những bài hát Việt Nam mình đó, Là là nó, nó, nó rất là huyền diệu Phải không cô Nó có sức cảm hóa con người Mà mà cũng như mình nói lúc nãy Chia sẻ cùng với cô Lý với Ken đó, cái Chính sự trở về Giúp cho con người ta Cảm thấy được xoa dịu tại vì um, cô ấy hồi trước giờ con cũng giúp những cái cụ cụ binh mỹ khi mà họ trở về việt nam và con nhớ một lần á là là con dịch cho một đoàn cụ binh này á, thì họ có những cụ binh là hơn bốn năm họ không dám trở về và có một ông nói với con là mỗi lần mà ông, ông nghĩ ông trở về việt nam thì sẽ có người chạy sau lưng ông đâm ông một nhát dao tại vì ông những cái điều mà ông chứng kiến là quá khủng khiếp nhưng mà ông khóc ông nói tại sao mà người việt nam không ai tỏ ra hận thù ai cũng muốn mời cứ cũng như cũng cũng chào đón ông mà ông không hiểu được điều đó và ông khóc với con như một đứa trẻ mặc dù đó là một người trên 70 tuổi rồi và con nghĩ là cái chuyến chuyến trở về việt nam đó, mà những cái chuyến đi mà cô đã làm là cô giúp cho họ sống thêm một cuộc đời nữa một cái, cái cuộc đời mà nó nhẹ nhàng nó thanh thản hơn. Tại vì họ biết là người Việt Nam đã vươn lên, là Việt Nam có quá nhiều thay đổi sau chiến tranh. Bây giờ chúng ta đến là là người Việt trong nước á, họ ít nghĩ tới chiến tranh lắm. Bây giờ họ nghĩ tới việc đầu tư bất động sản, <laughs> rồi họ nghĩ tới là cơ hội cho con cháu họ họ nghĩ về phía trước không à? Họ không nghĩ về nhiều về quá khứ đâu, tại vì họ luôn luôn vui vương về phía trước. Mà cái đó là một cái năng lượng một cái năng lượng nó rất là um, um, tích cực cho nên là khi mà chúng ta về thì chúng ta được 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 nhận cái năng lượng tích cực đó rất là tốt cho nên cái nếu mà Ken á, hoặc là bạn Ken có thể là 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 um, um, khuyến khích bạn bè những người quen của em trở về qua những chương trình như cô, chương trình của cô lệ lý tổ chức mình cũng biết là bộ ngoại giao việt nam có một tổ chức một trại hè trại hè cho những 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 người việt nam trẻ tuổi là lớn lên ở nước ngoài thì thực ra con trai mình là được tham gia cái trại hè đó một năm vào vào một mùa hè cách đây mấy năm À, thì con con trai mình là nó lớn lên ở nước ngoài tại vì cũng nhiều năm nay mình đi sống và làm việc ở nước ngoài thì thì mình muốn con trai được trở về và được được giao lưu với những đứa trẻ những cái 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 bạn trẻ mà cùng trang lưới với nó thì nó đi từ Bắc vô Nam luôn cái chương trình nó cũng hay là họ đi qua những cái địa danh như là đền hùng thì đến đền hùng thì họ họ được nghe những câu chuyện về tổ tiên à, của người Việt Nam rồi họ đi đi từ miền Bắc tới miền trung miền Nam luôn được xem rất là nhiều danh lam thắng cảnh và được nghe kể những cái câu chuyện đó và được có những cái cơ hội mà kết nối với những người Việt Nam sống ở nhiều nước khác nhau không chỉ ở ở Mỹ ở úc mà ở Châu Âu rất là nhiều nước cho nên chuyến đi đó cũng rất là hay nhưng mà mình nghĩ là cái cái ý tưởng của Ken rất là rất là đáng trân trọng là mình phải cần tổ chức những cái chuyến đi đó mà có chuyến đi không tức là cũng có nhiều người người ta ngần ngại nếu mà cái chuyến đi gắn liền với một tổ chức chính phủ thì mình làm những cái cái đó không có liên quan tới chính trị, không có liên quan một tổ chức chính trị phủ nào và mình đi để mình khám phá vừa khám phá ẩm thực Việt Nam à khám yeah. phá à, khám phá những cái phong thắng cảnh Việt Nam, trời thì mình nghĩ rất là hay mà cái 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 sự kết nối với nguồn cội chính là những cái chuyến đi đó mà như cô lệ lý lúc này nói đó, mình tin rằng chỉ một chuyến đi đó thôi nó sẽ thay đổi ý nghĩ của rất nhiều người. Tại vì cái chương trình mà Fulbright University ở Việt Nam đó à, em mới tổ chức một cái một cái đêm ở đây cách đây một tuần 35 người em mời à, những người trong cộng đồng à, tới dự nghe hai ông uh, Ben Wilkinson với lại Adam um, um, Quentin Ray last name nhưng mà hai ông Mỹ uh, về Los uh, ngồi chung một cái tòa nhà rất là rất là sang trên penthouse 27 tầng ngồi nghe những người này thuyết trình về uh, cái sự tiểu sử của Fulbright là từ Harvard ở uh, gần uh, mười mấy năm Harvard ở bên Việt Nam thì từ từ biến biến ra thành Fulbright University thì nếu mà Fulbright á, là tại Fulbright là dính líu với Harvard tổ chức một cái uh, cũng như là Birthright Israel á thì bao nhiêu người mà donor những người mà có tiền người ta đổ vào Fulbright thì Fulbright có tổ chức được tại Fulbright là uh, non-government, Fulbright cũng là non-profit là một cái nơi uh, có thể tổ chức không có dính liệu tới chính phủ Mỹ, chính phủ Việt Nam, hoặc là private, không phải là private university. Thì ừ. đối với em là một cái nơi mà em nghĩ là uh, hôm nay mình nói chuyện với nhau uh, thì là cái một cái idea, một cái seed, một cái um, một cái hạt uh, gieo để mà um, khuyến khích những đứa mà như là con của em 3 tuổi, 5 tuổi, mà mốt thì nó có một cái nơi Uh, mười mười bảy mười tám nó có nơi nó về nó biết là cái người Việt Nam ông nội uh, uh, bên nội là như thế nào. Dạ yeah. um, theo như là cô thấy đó là hàng năm đó hồi trước là cô thường đưa người về bên nó thiện nguyện để làm việc uh, cho NGO của cô nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi mình phải là lo cái bản thân già của mình trước cho nên bây giờ là cô chuyển lại là đưa đoàn về hành hương hành hương đó là phần đông đó là mấy cái người cựu chiến binh mà bây giờ đã về hưu và những cái thành phần người Việt Nam hay là người ai ai mà cũng đã về hưu và thiếu những cái tâm linh nào đó thiếu những cái gì ở trong cái 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 bản thân họ nói về là tâm linh á chứ cùng gạo cơm thì không thiếu rồi thì mình đưa họ cũng như nói là đền hùng hay là đưa về những cái nơi mà gọi là việt nam mình hồi tại vì nhiều chiến tranh quá đi cho nên chứ họ không có khai thác được những cái nơi rất là linh thiêng quyền bí những cái nơi mà mình muốn đưa họ về mà để cho họ ngồi họ um, cái bằng meditation hay là về để ngắm nghĩ là cuộc đời như thế nào đồ đó. cho nên khi mình đưa họ về đó thì là hiện bây giờ là cô tổ chức cái đó là năm hai chuyến là đi hành hương và hai nữa là cái cái mà nói rằng là dân tộc của mình có nhiều ca dao và có nhiều thơ và có nhiều folklore đồ, câu chuyện mà kể đó thì kể hồi nào cho nó hết nhưng mà sơ sơ lại đó là tiếng Việt Nam của mình đó là từ hồi mẹ đẻ đến ra là mình đã biết là À, ta về ta tắm ô ta giàu trong dầu đục ao nhà sướng hơn trao ta ăn cỏ đồng ta đừng hôm lúa tốt ăn qua đồng người à, rồi à, bao nhiêu những cái tiếng mẹ đẻ đó cái tiếng mà gọi là kêu bằng chào đời là đã biết học từ cha mẹ ông bà anh chị em là cái tiếng đầu môi chốt mũi lưỡi mình nói ở thì bây giờ mà nếu mà người con em Việt Nam mình sống trong gia đình Việt Nam thế nào cũng có biết chút ít tiếng Việt nhưng mà về Việt Nam rồi cái kinh nghiệm của cô bao nhiêu 40 năm nay rồi đó là thái rằng họ thích lắm họ thích về Việt Nam nhất là thế hệ sau này yeah. là vì sao họ không phải là về Việt Nam mà để mà chế nhạo nhưng mà họ về Việt Nam với một cái cách rằng cái gia đình cái lấy vợ lấy con rồi xây dựng một cái tương lai ở bên đó. Việt Nam mình có thua một cái giới Trung Quốc là như vậy, người Trung Quốc á khi mà con em họ đi ra nước ngoài học thành tài á thì là cái chính phủ của họ đó mời những cái nhân tài đó về. Rồi cho nhà cho người ta ở tạo điều kiện cho người ta có người làm có người giúp việc có người um, giúp đỡ dầm rồi xe cộ cho người ta lái rồi ăn ở như một người gọi là kêu bằng tiên hạ giới vậy đó ngược lại ở bên này đâu có được mấy cái đó cho nên chi rằng bao nhiêu cái nhân tài mà đã ra nước ngoài học thì nó trở về nó đóng góp trở lại cho cái chính phủ họ Việt Nam mình tại vì chiến tranh tại vì chia chia rẽ quá tại vì hận thù sâu quá Tại vì bao nhiêu bao nhiêu những cái gì cái gì đó cho nên chi là không có tương tin tưởng lẫn nhau. Cho nên cái số con em mình mà học thành tài ở nước ngoài á hay là những ai mà giỏi bên này về một cái mục tiêu nào đó đó thì là rất khó mà về mà gia nhập với cộng đồng Việt Nam như là Trung Quốc theo như cái kinh nghiệm của cô là cô thái như vậy cho nên chi là nếu như mà mình nói rằng thế hệ các con bây giờ là cũng 40 tuổi 50 tuổi rồi thì đã có kinh nghiệm đời đạo và kinh tế cũng vững thì nếu như bây giờ mà mình tạo lên những cái cơ hội này mà để đem lại những cái lời con vừa nói đó thì cả hai bên phải điều thứ nhất là phải tin cậy với nhau phải làm những cái kế mà cái bằng đừng về bên kia cái lời à, nào ra là làm những cái việc tầm bại tầm bại cho nên chi là họ họ sợ thì họ 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 làm những cái cái mà cái bằng không cho về nữa hay là phải làm khó dễ thì là nó thành ra là một cái không tốt nếu mà bên nước trong nước à, mà về bên bộ ngoại giao cũng như là về bên giáo dục làm sao mà để tin cậy được con em ở nước ngoài mà con em ở nước ngoài với mục đích là về là để hàng gắn lại và đem cái quá khứ và tương lai lại một chỗ chứ đừng có về bây nó rồi tính cái việc này tính việc kia cái nó xưa rồi cái nó là 40 50 về trước chứ bây giờ thì không còn nữa thì bây giờ hai cái này đây là phải có những cái như công nói mình phải có tổ chức những cái gì cái tay nào không biết nhưng mà về cái giáo dục và về cái mà gọi là kêu bằng trở lại cái cội nguồn đó À, là câu bằng Chim thì phải có tổ Mà người thì phải có tâm Thì người Việt Nam của mình giàu Mà mình có ở nước nào Trên thế giới này Trên trái đất này Mình cũng vẫn là người Việt Nam Mình không cách nào mà tha đổi được Do trắng rồi mắt xanh Rồi tóc vàng được. Cho nên chỉ là Chấp nhận mình là người Việt Nam Người Việt Nam tôi có tổ có tâm Người Việt Nam tôi có đầy đủ năm ngàn năm vinh hiến cho nên chỉ là chúng ta phải uh, lấy cái lời những cái lời con tìm kiếm đó, mà khe thoát nó ra, rồi tạo điều kiện để cho họ về. Bao nhiêu bao nhiêu người đại gia bên Mỹ nè và đại gia bên Việt Nam này phải tạo điều kiện cho cả hai bên con em trở lại, yeah. mà để đem lại những cái hạnh phúc cho cho chính bản thân các em, mà cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn là gia đình Việt Nam thì cô nghĩ rằng cái idea của công là nên explore time yeah. để cho mình có những cái hướng đi trong tương lai mình mình rất là nhất trí với những ý kiến của cô lệ lý à, và mình nghĩ làm à, mình hy vọng và ken và bạn bè của ken những người ken quen biết à, sẽ tổ chức được nhiều hơn những cái chương trình hội hương như vậy và mình nghĩ mình có thể làm một cái chương nên có những chương trình giống như làm à, dạy tiếng việt á tại vì mình thấy cái nhu cầu học tiếng việt của những cái thế hệ trẻ ở nước ngoài rất là lớn, có thể là mùa hè có thể cho những cái đứa nhỏ mình có thể tập ra đập ra những cái ngôi trại tiếng tại trại tiếng việt á, à, rồi mình đi giảng ngoại có thể hai um, ba tuần gì đó cho nhiều lứa tuổi khác nhau, rồi những trò chơi dân gian việt nam, những um, giới thiệu cho cho các em nhỏ những cái thông tục tập quán của người việt bằng tiếng việt để các em có thể học được tiếng việt, mình cái đấy mình thấy người đó là một điều rất là quan trọng mà có một điều những cái chính phủ khác làm rất là tốt ví dụ như là um, chính phủ hà lan á, là họ là họ hỗ trợ cái cộng đồng người việt của họ ở nước ngoài trong việc trong họ hỗ trợ cái cộng đồng người Hà Lan ở nước ngoài trong việc dạy tiếng Hà Lan cho con của họ, họ có trường học và họ có giáo viên và họ họ trả tiền, họ đầu tư cho việc đó. Thì Việt Nam vì chiến tranh cho nên mình không có làm những cái đó nhưng mà nếu mà có những cái chương trình mà mình có thể nhân rộng nhiều hơn trong cái việc phổ cập tiếng Việt tại vì bây giờ tiếng Việt là một tiếng rất là khó. Bây giờ nhưng mà thực ra mình mình vẫn chưa có những cái chương trình dạy tiếng Việt bài bản. Tại vì bây giờ bây giờ là cái cái sách giáo khoa trong nước á, rất là nhiều khi nó rất là khô khan mình mình và cái từ vựng á dùng ở trong nước á, áp dụng ở nước ngoài không có dễ tức là nó nó không có nó không có ngôn ngữ đời thường cho nên là bây giờ người Việt chúng ta là 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 những người rất là thông minh chúng ta phải làm nhiều hơn để xây dựng những cái bộ sách học tiếng việt rất là dễ hiểu cho những trẻ em lớn lên ở nước ngoài hoặc là những cái trại hè học tiếng việt cho những trẻ em trẻ em việt cái mà ở ở nhiều nước họ có thể về việt nam họ học tức là mình 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 phải gắn kết hơn nữa bằng cái ngôn ngữ của chúng ta mà 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 mình thấy là Ken là một trong những người rất là hiếm khi mà nói tiếng việt rất là lưu lá hôm nay phải khen ngợi Ken nha, mình 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 bàn về cái chủ đề nó rất là khó nhạy cảm nhưng mà Ken làm rất là tốt, băng tiếng Việt mình rất là ngưỡng mộ. Mà cái cái việc này rất là hiếm mà đó là một một điều một điều rất là buồn phải không? Tại vì khi mà chúng ta mất đi tiếng nói ừ. thì chúng ta khó gắn kết với nguồn cội lắm. Mà một khi mất đi tiếng nói tức là tiếng nói không chỉ với chúng ta mà mà cho con cháu của chúng ta. Ừ nếu mà chúng ta không nói tiếng Việt trong nhà thì con cháu chúng ta không nói thì chúng ta đã mất rễ mất gốc rồi cho nên việc việc chúng ta phải củng cố tiếng Việt trong cộng đồng người Việt rất là quan trọng em thấy là bao nhiêu người mà hồi nhỏ tới lớn mà em sống ở đây đó khoảng chừng em bắt đầu có chí 12 13 tuổi tới bây giờ đó là em qua nhà những người bạn đó họ không thể nào mà họ tỏa lòng họ nói chuyện chung với lại ba mẹ hoặc là ông bà nội bà ngoại được thì nguyên một cái vũ trụ văn hóa của hai bên đó, không thể nào mà nói chuyện với nhau được tại vì một bên thì nó không nói được tiếng Anh một bên thì không nói được tiếng Việt thì em thấy là một cái mà từ lúc 12, 13 em đã có cái ý thức là cái này không xong rồi cái này là một là phải là cái bằng nhập vô 100% nhập cuộc rồi để học để cho hiểu uh, tiếng lóng hay là tiếng gì mà ai đang nói chuyện bên này nham nhở hay là nói chuyện bừa bãi <laughs> phát ngôn bừa bãi hay là gì là em phải biết hết em phải những cái từ mà từ từ nham nhở hay là từ mà thanh thanh bai em cái gì em cũng phải biết để cho mình hiểu 100% cái 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 communication giữa giữa người với người của người Việt Nam mình. Uh, hôm nay uh, uh, con cảm ơn cô và cảm ơn chị đã dành uh, một tiếng um, nói chuyện về cái một cái đề tài rất là khó nhưng mà uh, con cảm thấy hôm nay đừng nói chuyện với cô với chị uh, quế mai là rất là dễ rất là uh, đã thông tư tưởng nhẹ nhàng vô cùng thì um, cảm ơn uh, cô và cảm ơn chị quế mai cảm ơn con mới đúng chứ tại con mời con mới vô được nếu không có con làm cho con cô được nó chỉ là có một câu cuối cùng là cô muốn nói rằng là Việt Nam mình nên nhớ cái câu rằng cây có cội mới đơm cành trổ lá nước có nguồn mới trẻ sách trẻ khắp rạch sông hôm nay mình được vĩnh vong nhớ ơn Phật tổ ông bà mình ai đó mà đã sanh đẻ mình ra đến giờ này đừng quên cái chỗ đó đó là cái chỗ đó là nước và nguồn đấy. À, với lại cũng ngày 30 tháng 4 à, luôn chuyện đây à, thường thường á là à, cuối à, câu à, chuyện như vậy đó là người ta hỏi có à, con hỏi à, con không hỏi cô cũng nói nữa là có cái gì để nhắn không thì cô nhắn như vậy. Đó là thường thường đó là khi mà à, cô thấy nhiều người người ta quá cực đoan với cô đó, thì cô nói vậy nè tiếng chuông chiều đánh đành từ nơi đây như cảnh tình nhân linh hồng đọa lạc mau giấc ngủ quay về quỳ dưới cội bồ đề nôi gương đắng chí tôn gạt bỏ chuyện tình xưa những cám dỗ mê sai thù hận tiền tài chức phận quyền cao nhìn cuộc đời đau khổ thêm ngao ngán chán trường nếu ta cứ lai oan trả thù thù oán sẽ dầm dài nôi gương từ bi hỷ xả ta xóa bỏ hận thù đó là cái ngày thơ mà ngày 30 tháng 4 cô thường cô thường nói tự lòng mình để cho an ủi khỏi tuổi thân chút cảm, cảm ơn cô à. cảm ơn cô rất nhiều đúng chúng ta cần phải xóa bỏ hận thù tha thứ và chúng ta hướng về phía trước và làm nhiều hơn nữa người việt làm nhiều hơn nữa cho người việt mình còn thông minh càng ngày mình còn thông minh nhiều mình còn giàu hơn mình còn mạnh hơn nhưng mà cái mà không thoa thứ được cái nó sao nó nặng quá nó cũ kỹ quá mà cho nên là cảm ơn hết Hãy... càng yeah. cố gắng làm tiếp tiếp thêm để cho người ta nghe nhiều chứ còn sự sạch ra ít có người thời giờ mà đọc sách cho Đúng nên rồi, là biểu. những cái này thì có thể là người ta nằm mơ mơ ngủ ngủ nhưng mà yeah. không nghe được nha yeah. cảm ơn cô cảm ơn chị của mai dạ yeah. Chào cảm ơn, cô và dạ, chào, chào chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.